Xin chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Tiêu điểm tướng huyền thoại MOBA của Thanh Niên Game. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về Valkyrie. Đây là một tướng thuộc hệ nhanh nhẹn với tầm đánh xa cùng khả năng gần cực mạnh. Valkyrie mạnh nhất vào giai đoạn đầu và giữa game. Đến cuối game, tuy có yếu hơn một chút, nhưng Valkyrie vẫn rất khó chịu trong đội hình giao tranh. Kỹ năng Q, phi giáo. Valkyrie phóng ra một ngọn giáo định hướng với cự ly xa, gây sát thương vật lý lên kẻ địch bị trúng phải. Khoảng cách càng xa, lượng sát thương sẽ càng lớn. Kỹ năng W, ngọn giáo hủy diệt. Khi kích hoạt, Valkyrie sẽ được tăng tốc độ di chuyển. Đồng thời, đòn đánh hoặc kỹ năng phóng giáo tiếp theo sẽ làm giảm giáp mục tiêu. Kỹ năng E, quan sát. Khi mục tiêu có lượng máu thấp hơn 30%, đòn đánh thường và kỹ năng phi giáo sẽ gây thêm sát thương dựa trên lượng máu tối đa. Kỹ năng R, đột kích. Valkyrie lướt tới một kẻ địch rồi bật lại, đẩy lùi và làm chậm mục tiêu. Trong khoảng thời gian này, phóng giáo lên mục tiêu sẽ luôn gây sát thương tối đa. Trang bị khởi đầu của Valkyrie sẽ là một bàn tay sắt, một mắt vàng và số còn lại có thể dùng mua bình máu và ngọc sinh khí. Trong giai đoạn này, trước khi quái rừng xuất hiện, các bạn hãy cắm mắt vào khu vực người đá để giành quyền kiểm soát. Do có lợi thế khoảng cách phóng cực xa của kỹ năng Q, các bạn sẽ có thể dễ dàng giành lấy bùa lợi. Khi đi đường, do là tướng đánh xa, nên việc farm lính cũng sẽ không quá khó khăn. Bên cạnh đó, hãy nắm bắt cơ hội quay rối đối thủ. Nếu giao tranh, các bạn nên bật W để tối ưu hóa sát thương và chỉ sử dụng Q khi đối phương đã ra khỏi tầm tấn công. Như vậy, bộ kỹ năng của bạn sẽ được tận dụng hiệu quả. Do Valkyrie có khả năng chống chịu rất kém, các bạn nên tránh để bị áp sát bởi những tướng cận chiến. Khi đã đạt được cấp độ 6 cũng là lúc bạn nên bắt đầu đi săn. Đầu tiên, các bạn có thể cấu rỉa bằng 1 hoặc 2 lần phi giáo chính xác. Sau khi giảm mất máu của đối thủ, đợi hồi lại kỹ năng này, bạn hãy bật W để tiếp cận. Sau đó, nhanh chóng tung combo đột kích cộng phi giáo. Thế là bạn đã có thể dễ dàng có được điểm hạ gục. Về cuối trận đấu, bạn sẽ giữ vai trò cấu rỉa cũng như xạ thủ của đội hình. Vì vậy, hãy luôn giữ vị trí thật tốt và tìm kiếm những góc thích hợp để câu máu của đội đối phương. Và chuyên mục Tiêu điểm tướng huyền thoại MOBA của Thanh Niên Game đến đây xin được phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.